Trẻ em có bị mắc COVID-19 không? Có nên tiêm phòng COVID-19 cho trẻ hay không? Là câu hỏi của nhiều quý vị phụ huynh vào lúc này. Mời quý vị sẽ cùng tìm câu trả lời qua ý kiến của các chuyên gia y tế. Tại khoa điều trị COVID-19 Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn cao điểm, mỗi ngày đơn vị phải tiếp nhận điều trị gần 250 bệnh nhi. Thì hiện một tháng trở lại đây, số bệnh nhi COVID-19 giảm mạnh, mỗi ngày trung bình bệnh viện tiếp nhận chỉ 2 ca. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan trước tình hình học sinh đi học trở lại. Những đứa bé nhập viện là những bé mà có tình trạng bệnh nền, hoặc là những bé mà béo phì, hoặc là những bé mà chưa được tiêm chủng. Những cái trẻ mà trên 12 tuổi thì với cái tình trạng bé được tiêm chủng rồi thì chúng tôi nhận thấy là không có trẻ nào trở nặng mà phải nhập viện cả. Theo ý kiến các chuyên gia y tế, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở độ tuổi này là không bắt buộc, nhưng vẫn khuyến khích tiêm để đảm bảo trẻ không chuyển nặng nếu mắc bệnh. Dạ thưa bác sĩ, thì bác sĩ vui lòng cho biết việc tiêm vaccine cho trẻ em đóng vai trò như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ? Thì những đối tượng mà trẻ em cần tiêm vaccine đó là những được ưu tiên lưu ý đối với những trẻ, đặc biệt là liên quan đến những trẻ có bệnh nền. Ví dụ như em bé bị bệnh về thận, về tim, về phổi, hoặc là những bệnh về miễn dịch, rồi những em bé bị ung thư, rồi những em bé có những cái bệnh lý nền, ví dụ như là tiểu đường, ví dụ như là bị béo phì, đặc biệt là số lượng béo phì hiện nay cũng khá là cao. Thì đối với những em bé này, khi mà chẳng may mà em bé bị nhiễm COVID thì cái nguy cơ diễn tiến nặng rất là cao. Do đó thì cái vaccine sẽ giúp cho những em bé này trong trường hợp nếu có bị mắc COVID sẽ giảm được tỷ lệ mà diễn tiến nặng. Thưa bác sĩ, như vậy thì cần lưu ý những điều gì để mà việc tiêm vaccine cho trẻ em đảm bảo an toàn ạ? Cái việc mà theo dõi của bé sau khi tiêm, khi trở về thì cần theo dõi từ cái vị trí tiêm, nơi tiêm của em bé nó có những phản ứng gì hay không, hoặc là những bất thường nào đó của cơ thể sau khi em bé bị tiêm về mà có gì bất thường thì cần được phải tư vấn và được đưa đến những cái cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Sau một năm thì các bé nó cũng ở trong nhà nhiều, vận động ít thì chúng ta phải tập lại cái lối sống gồm bao gồm ăn uống, vận động cũng như là những cái hoạt động thể chất thì giúp cho em bé nó có một cái thể sức khỏe tốt hơn. Và trong trường hợp nếu mà có nhiễm bệnh thì sức khỏe đó sẽ giúp cho em bé nó hạn chế diễn tiến nặng. Dạ xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ạ.